Kênh YouTube Tâm Phát Audio xin chào anh chị các bạn. Đây giới thiệu với anh chị các bạn con bếp Paloma mặt men nút dặn ngang. Có cái model là IC-N36B-R. Thì con bếp này được sản xuất 2018. Tháng 5 2018. Mặt men có cái màu xám đen á anh chị các bạn. Thì bếp này là bếp số 9 trong cái lô có clip báo giá đời 2018. Bếp này là nút phần ngang. Thì trước tiên mời anh chị các bạn xem trong ngoài con bếp, rồi sau đó chúng ta sẽ đi test các chức năng của con bếp. Hiện bếp này bếp đời cao 2018 cũng còn đẹp lắm vậy các bạn. Đây là cái mặt trước của con bếp nè. Thì cái mặt trước này do nhận chuyển về nó có một cái vết thắng chỗ này anh chị các bạn. Đây, chỗ này nhẹ chỗ này. Ngay gốc. Đây có nước đầy sơn. Đây là cái hở cạnh hông mé bên phải. Bếp bây giờ cũng còn đẹp lắm vậy các bạn. Đời cao. Bếp phổ thông dễ xài. Cái mặt sau lưng lên vậy các bạn. Để cạnh mé bên trái. Thì mấy bếp Paloma này thì cái cạnh này là cái cạnh liền nè. Chứ không có cạnh cạnh ba miếng giống như mấy con bếp Dynai. Ra cái bếp nó cứng lắm, nó cứng hơn mấy cái cạnh rời, cạnh ba miếng. Mấy bếp Dynai thì nó cái cạnh nó bên đây miếng kia mới sao một miếng, còn này là cái cạnh liền. Giờ lên cái mặt bên trên của con bếp. Cái mặt trên này là đẹp đó nhưng mà không có một cái vết trại nào trơn. Hai bếp số 9 nè, đời 2018 giá bán 2,6 triệu. Đây là cấp kiện của nó, này kiện tròn nha anh chị các bạn, đời cao nó xài cái gọng này là kiện tròn. Nó có cái mặt nó có cái khác này. Đây có một cái dấu này là của cái kiện á. Kiện là để lên không thấy. Anh chị các bạn ha. Thì nó cũng được thiết kế là ba bếp, hai bếp nấu với một bếp nướng. Rồi chia lửa nó bằng antimon. Trong ga còn đẹp luôn vậy các bạn. Đây là cái hộp lỗ thoát hơi của lò nướng. Đời này đời cao là cái hộp này hộp ngắn. Để có lưới bảo vệ. Giá bán 2,6 triệu là không bao gồm cước cần chuyển nha, không ship COD nha anh chị các bạn. Anh chị các bạn mua bếp vô lòng đặt cọc cho em ít, rồi cho em thông tin địa chỉ em ship bếp tới nhà. Anh chị các bạn kiểm tra bếp và thanh toán hoàn còn lại. Và 2,6 triệu là được tặng cặp pin Duracell Alkaline dung lượng cao và gắn lưới chống chuột miễn phí cho anh chị các bạn. Cặp pin này xài tối đa được 5 tới 5,5 tùy theo từng sự nấu nướng của gia đình mình. Thì cũng được trang bị là sensor cảm biến nhiệt đáy nồi khi chúng ta đun nấu, cạn đáy tự động ngắt ga và hóa ga, cảm biến lửa gió thổi tắt cũng tự động ngắt ga và hóa ga, an toàn và tiết kiệm ga. Đây bên đây cũng vậy. Ở đây là cái mặt trước của bếp nè. Đây là hộp để pin, sử dụng hai con pin đại lớn
Đây là cái nút quặn của xài bếp trên. Còn đây là khay nướng. Khay nướng với dĩa nướng này bằng inox. Thì anh chị các bạn nướng thịt đó, chúng ta cho cốc nước vô trong cái khay này nè, nướng thịt nó sẽ ngon và sẽ mềm hơn và dễ lau chùi nữa. Khay nướng còn đẹp lên anh chị các bạn. Đây là cái hộp nướng. Đây là bếp phổ thông, nó không có nút phun 3 giây, nó không có phun chức năng nha anh chị các bạn. Đây là nút quặn của cái bếp trên, 3 lửa, bên đây 2 lửa. Hôm nay cái hình con cá là của cái lò nướng. Rồi, sau đây cho anh chị các bạn xem cái phần bên trong của con bếp. Thì bếp này em ở tháo ốc nó sẵn rồi. Em dở cho nó lẹ. Đây cái phần bên trong của con bếp đây. Còn rất là đẹp nha anh chị các bạn. Điêu gà bằng inox. Đây là còn nước nước silin của nó luôn á, không có sơn, không có dặm tốt gì nha anh chị các bạn. Cho anh chị các bạn xem video lòng ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ, giới thiệu anh em bạn bè người thân cùng biết đến kênh YouTube Tâm Phát Auto, chuyên bán thiết bị nội địa Nhật như bếp ga, âm ly, lò. Rồi cho em một like và một nút chia sẻ luôn. Thấy hộp để pin đó nè. Rồi, sau đây cho anh chị xem phần bên dưới của con bếp, sau đó chúng ta sẽ test các chức năng của con bếp. Cọc nướng còn đẹp cực kỳ luôn, không có vết mớp mà không có một vết rỉ vết ố nữa. Đây là cái bo xử lý nè, tất cả con bếp được xử lý là có bo này, thế này IC đến lửa nè, thì pin nó vô là nó nuôi con IC này với cái con này nè, có pin là hai con này mới làm việc được. Các bạn thấy còn đẹp nha. Rồi, giờ đây em để con bếp xuống rồi ta test các chức năng của con bếp. Để nắp lại. Chị mở nắp ra cũng dễ lắm chị các bạn. Nhận ba góc này, rồi dưới đây mỗi bên chỗ này con, chỗ này con, bên kia cũng vậy. Rồi ta dỡ lên thôi. Đời 2018 giá bán 2,6 triệu. Rồi chức năng đầu tiên là đang nấu gió thổi tắt lửa, tự động ngắt ga và khóa ga. À, bếp cháy rồi. Đây là em dặn nhỏ nữa lấy lại nữa cho dễ thổi. Rồi chúng ta test các chức năng của nó. Đó, lửa tắt rồi đó.
các bạn chờ trong giây lát. Bếp này còn đẹp lắm, tem mát nó cũng còn rõ chữ nè, chưa có bị bong tróc. Đó, này, nó báo rồi nè, anh chị bạn thấy không? Này, bếp còn mở nè, không cháy. Bên này cũng vậy, bếp vẫn còn mở. Thì nó hóa ra ngắt ga và nó báo cái đèn này nè, hết pin nó cũng báo cái đèn này luôn. Hết pin thì nó cháy hoài nó không chết. Rồi. Chức năng thứ hai là đun nấu cạn đáy tự động ngắt ga và khóa ga. Đó, loại trái rồi đó, loại rất là sạch cho anh chị các bạn. Thì trong thời gian chờ thì em test luôn cái bếp nướng cho anh chị các bạn luôn. Đó, bếp nướng cháy rồi đó. Rồi, sau đây em sẽ thổi cho tắt các chức năng do thổi tắt lửa tự động các gai thổi ra. Đó, tắt. Rồi, chờ cho nó báo rồi sau nó quẹt quẹt vô còn nó chạy. Lửa rất là xanh nha anh chị các bạn. Bên đây ba lửa, lửa nó mạnh hơn. Còn bên này hai lửa, lửa nó nhỏ hơn xíu. Đó, đèn có báo nè. Anh chị các bạn thấy không? Rồi, bật quẹt. Đây. Không cháy thôi. Rồi. Ở trên là bếp nó đã báo nhỏ lửa xuống rồi đó. Thì nó muốn tắt cái chế độ này thì là phải ngoài 300 độ nó mới tắt. 210 độ là nó đầu nó nhỏ lửa xuống. Còn tắt luôn là 310 độ theo cái catalog sản xuất của nhà máy, cái hướng dẫn sử dụng. Đây là anh test thực tế luôn, không có cắt ghép, không có chỉnh sửa gì anh chị các bạn. Nó hơi lâu. Do nhà cũng gần đường đó, xe chạy cũng hơi ồn, anh chị các bạn cũng thông cảm. Bên này đã tắt rồi nè, đèn nó báo nè anh chị các bạn. Đó, giờ chờ bếp bên đây nữa. Đó, bếp đây cũng đã tắt luôn rồi đó, thì các bạn thấy không, hai bếp đã tắt hết rồi đó. Rồi giờ chúng ta bật quẹt coi bếp nó có cháy hay không nha. À, bếp vẫn còn mở đó, thì các bạn thấy không, khóa ra bếp vẫn còn mở. Rồi ta bếp bên đây. Đây bếp vẫn còn mở nè. Đây, không cháy. Các bạn thấy không? Đó, đèn nó vẫn còn báo nè.
Bíp vẫn còn mở. Rồi, vậy các bạn mua bếp thì điện thoại 0938 349 749. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.